Mình cho mình hỏi Ni về tật nghiến răng lúc đêm ngủ của bé gái 6 tuổi nhà mình. Mình coi thử volume ok chưa nhé. Ok, volume is good. Con mình bị tật này từ lúc 4 tuổi đến giờ, có cách nào để trị tật này không Ni? Cảm ơn Ni nhiều. Ok, nghiến răng ở con nít cũng như là ở người lớn thì thông thường đó có một cái lý do, đó là do bị căng thẳng. Ví dụ con cái thì trong ngày nó chơi nhiều thứ, thì ban đêm khi ngủ ấy, nó mơ. Rồi người lớn của mình á, công việc căng thẳng, ở nhiều stress, thì đó là một trong những cái lý do mà nó dẫn đến là cái tật nghiến răng. Và đa số cho người lớn, đa số đó khi mà mình công mọi thứ mình nó đỡ căng thẳng hơn thì mình sẽ bị sẽ được đỡ nghiến răng hơn. Còn đối với con nít đó thì là cái vấn đề này là cũng không có đáng quá ngại, có lo ngại, từ bởi vì đó là 4 tuổi đó thì chưa có thay răng. Còn ví dụ như mà răng mà nó gọi là permanent teeth rồi đấy, lúc mà răng răng chính thức của mình nó đã mọc ra rồi mà mình nghiến đó, thì mình nghiến hoài nó sẽ bị mòn. Còn bây giờ đấy, các con đang ở 4 tuổi thì cũng chưa chưa có phải là quá là lo ngại. Từ từ rồi con sẽ hết. People eventually gonna grow out of it. Giống như người lớn đó, thì là bằng cách mình thay đổi lại cái cuộc sống, cái thói quen của mình thì mình sẽ bớt đi cái tật nghiến răng. Còn đối với con nít thì từ từ đó các con sẽ biết cách để mà manage their stress. Giống như là từ từ thì các con sẽ ngủ đỡ đạp tay đạp chân hơn, lớn hơn thì nó sẽ biết được cái điều đó. Thì cái việc đó đó nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái khả năng mà tự điều khiển sự nghiến răng của con vào buổi tối. Rồi đến một lứa tuổi khi mà con thay răng rồi ấy, thì là cũng với cái thời gian đó thì cái tật đó nó sẽ không còn nữa. Còn nếu như mà lớn hơn nữa mà vẫn có vấn đề thì ở ngoài chợ chẳng hạn như là Walmart hay là Target, người ta có bán những cái night guard, những cái miếng để mình mang vào để lỡ mà mình có nghiến đó, thì nó cũng sẽ không có bào mòn răng. Nhưng mà như Ni nói đó, ở cái tật này đối với người lớn thì mình hoàn toàn có thể hạn chế được, còn đối với con nít thì mọi thì từ từ các con sẽ trưởng thành và sẽ grow out of it, sẽ hết ha.